Thưa quý vị, thời gian qua, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến đáng kể. Người dân sử dụng xe buýt đi làm, đi học tăng cao hơn, góp phần chống ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, đảm bảo giao thông thông suốt. Vĩnh Phúc có 9 tuyến xe buýt công cộng với gần 50 xe. Thời gian qua, Sở Thông Vận tải Vĩnh Phúc yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt khi quay trở lại hoạt động phải đảm bảo các yêu cầu như tuân thủ về số chuyến, biểu đồ chạy, số lượng hành khách lên xe và các yêu cầu khử khuẩn trước và sau khi hoạt động. Đơn vị cũng triển khai về phòng vận tải và phòng kỹ thuật để đảm bảo phương tiện tốt nhất khi mà xe xuất bến, là đảm bảo các cái điều kiện về an toàn. Trên khung lúc vận hành thì đơn vị cũng sẽ triển khai những cái đối với lái xe, phụ xe là phục vụ đi là đúng tốc độ, đón trả khách đúng nơi quy định để đảm bảo an toàn giao thông. Trong quá trình vận tải hành khách, các nhân viên lái xe được quán triệt chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, như khi lái xe nghiêm cấm không được dùng chất cấm, đặc biệt nghiêm cấm dùng rượu bia khi lái xe. Nhiều hành khách khi sử dụng dịch vụ xe buýt rất hài lòng với phong cách phục vụ của nhân viên nhà xe và cảm nhận an toàn giao thông khi đi xe buýt. Em là một trong những cái người mà thường xuyên sử dụng các dịch vụ xe công cộng, và em nhận thấy là cái chất lượng phục vụ rất là tốt. Hai là cái vấn đề đảm bảo về an toàn giao thông đi trên đường là rất là hợp lý. Trước khi đi đưa xe vào sử dụng thì lái xe chúng tôi thường xuyên kiểm tra phương tiện an toàn trước khi xuất bến, và trong quá trình mà xe di chuyển phục vụ hành khách thì chúng tôi là kiên quyết là không sử dụng những chất kích thích, chất cấm, rồi là để chấp hành đèn tín hiệu giao thông một cách nghiêm túc. Theo đó, Ban Quản lý xe khách Vĩnh Phúc thuộc Sở Thông Vận tải còn chủ trì phối hợp với một số sở ngành, doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để ngày càng đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Thì chúng tôi cũng đã triển khai xây dựng kế hoạch từ các bến, xây dựng kế hoạch từ chỗ tiếp đón hành khách, đón xe tuyến cố định vào đỗ đúng vị trí, xe tuyến các tuyến xe buýt vào đúng vị trí và hướng dẫn hành khách đi theo từng tuyến cụ thể, rồi các biển chỉ dẫn, nhà chờ, rồi phòng bán vé, khu vực dịch vụ và khu vực vệ sinh để cho khách thuận tiện đến mua vé, lên xe đi đúng tuyến và đảm bảo an toàn. Thời gian tới, Sở Thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, đầu tư thích hợp vào các điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng đỗ dọc tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho xe buýt dừng đỗ, ra vào, đón trả khách thuận tiện và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cho hoạt động của xe buýt. Từ đó góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.